Xin chào anh chị. Thưa với anh chị em và các bạn là chúng ta hiện tại đang đứng trên khu vực Sala. Đây là khu vực lõi của khu Thủ Thiêm. Thì thưa với anh chị em và các bạn là trong gần đây thì chúng ta đã trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn rất nhiều các vấn đề liên quan đến thị trường bất động sản. Thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành ra ít phút để trao đổi với quý anh chị em và các bạn về cái chủ đề là tổng sai thị trường bất động sản Việt Nam hiện tại là như thế nào. Và nếu như chúng ta tính đủ và đồng loạt tất cả các cái gọi là các cái khu vực đều được tính trên cái giá hiện nay, thì chúng ta thử tạm tính theo ở một cái khu vực cụ thể thì giá hiện tại thì sẽ hút vào thị trường là bao nhiêu tiền. Tôi lấy ví dụ với anh chị em và các bạn hiện tại, quý anh chị em và các bạn đang thấy ở đây là khu Sarami A1 và khu Sarami A2. Ở đây là một trong những cái khu mà bất động sản được gọi là hiện tại thì rất là đắt ở thành phố Hồ Chí Minh. Và với một cái căn Sarami hiện tại ở đây thì khoảng đâu đó 8 tới 8,5 tới 9 tỷ một căn cho khoảng 90 mét. Thì chúng ta có thể tính trung bình là mỗi một mét vuông ở đây với cái chung cư cao tầng như thế này thì nó nằm ở khoảng tầm 100 triệu trên một mét. 100 triệu trên một mét thì thưa với anh chị em và các bạn là chúng ta sẽ thấy được rằng là chúng ta không khó để có thể là lấy số lượng căn. Chúng ta sẽ search trên Google xem là hiện tại thì khu Thủ Thiêm, khu lõi của Thủ Thiêm thì có bao nhiêu tòa, bao nhiêu căn và diện tích tổng thể xây dựng là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ tính được là tổng một cái lượng vốn đổ vào mình cái khu lõi của Thủ Thiêm là bao nhiêu tiền. Thì chúng ta sẽ thấy được thực sự là số tiền mà đang hiện tại đang đổ vào thị trường bất động sản nó lớn cỡ nào. Cái câu chuyện chúng tôi trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn chỉ mình ở trên cái khu lõi của Thủ Thiêm này thôi, để chúng ta thấy được rằng là với cái tốc độ tăng giá và cái mức giá hiện tại thì thị trường bất động sản đã hút bao nhiêu tiền vào đây, và liệu cái câu chuyện là tiếp tục là theo cái dự báo của nhiều chuyên gia bất động sản thì cho rằng là giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng, sẽ tiếp tục nóng, sẽ tiếp tục sốt trong thời gian sắp tới. Chúng tôi giả định như ví dụ như khu này nó tăng lên theo khoảng 20% hoặc 30% nữa thôi, chưa nói là 50%, nếu mà giả định là 50% thì nó tăng lên khoảng tầm đâu đó là 150 triệu một mét cho cái gọi là cái khu gọi là chung cư này thôi. Thì chúng tôi chưa kể tới là chúng tôi sẽ xoay sang bên phía mạng phía trước này, để cho anh chị thấy là những cái khu gọi là cái biệt thự mà gọi là nhà phố liền kề, và có những cái khu biệt thự ở phía sau đằng này anh chị em và bạn này, ở phía sau của cái tòa nhà này thì nó sẽ có cái khu biệt thự liền kề. Thì mới với cái mức giá hiện tại ở ngoài đó thì nó nằm ở khoảng tầm từ 80 tới 100 tỷ một căn ở phía sau của cái khu này. Thì nếu anh chị và các bạn thực sự mà quan tâm và muốn phân tích và muốn chia sẻ về thị trường bất động sản một cách tổng thể hơn thì anh chị và các bạn phải nên dành thời gian ra thử tính xem là cái khu vực nhà mình số gọi là căn hộ tại khu vực nhà mình thôi là nó số tiền là bao nhiêu. Thì anh chị sẽ thấy là với cái mức tăng của 30 năm thị trường bất động sản Việt Nam kể từ năm 1986 tới nay thì cái gọi là giá vốn thị trường của riêng khu vực nhà anh chị là bao nhiêu, chúng ta thấy nó lớn khủng khiếp cỡ nào. Và với cái việc mà dự báo theo cảm tính của nhiều chuyên gia bất động sản thì cho rằng là giá bất động sản sẽ tăng mãi và không bao giờ dừng. Thì liệu là tất cả nguồn lực của nền kinh tế đổ vào thị trường bất động sản liệu có đủ hay không? Đó là những câu hỏi chúng ta cần phải đặt ra. Và với cái tốc độ tăng như thế thì với cái việc là giá tăng mà như hiện tại thì liệu có khi nào anh chị và các bạn sẽ không bao giờ có thể tiếp cận được bất động sản nữa hay không? Thì đó là những cái chủ đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Thì để chúng ta quay sang khu vực này thì chúng tôi sẽ nói thêm, ngoài cái khu Sarami này là nó thấp tầng và số lượng căn nó ít, chúng ta sẽ quay sang khu vực phía bên kia, chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái khu liền kề. Và nếu như anh chị có thể tính, chúng ta sẽ tính được là nó là bao nhiêu căn, diện tích bao nhiêu và số vốn đổ vào là bao nhiêu. Điều đầu tiên anh chị cần phải tính là số vốn đổ vào cái khu gọi lõi của Sala này là bao nhiêu đã, rồi sau đấy chúng ta sẽ nhìn sang quay quanh thôi, chúng ta sẽ thấy được những cái điều gọi là nghịch lý
mà thị trường bất động sản đang hút toàn bộ cái nguồn lực của nền kinh tế, của rất nhiều các ngân hàng, vốn của các ngân hàng đổ vào đây, và nó đem lại được cái lợi ích gì, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như thực sự giá nó vừa thôi thì nó lợi ích, tức là nó đem lại một cái cảnh quan rất là đẹp ở dưới này. Cái khu vực này chúng tôi sẽ quay cho anh chị xem. Còn nếu thực sự nó quá đắt thì chúng ta không thể tiếp cận được. Và những cái căn ở phía bên này, tức là phía Sarami ở bên này là A34 á, thì là nó gần như là chưa có người ở. Đây thưa anh chị em và các bạn, ở phía xa đây là khu Vincom. Khu Vincom đấy, khu Vincom Vincom dày đặc đây. Đây cái chỗ này anh chị em và các bạn này. Đây. Chúng ta lùi lên đây đó, đằng sau lưng cái tòa nhà cao này này. Đấy, chúng ta thấy khu Vincom dày đặc ở phía gần kia, thì chúng ta có thể dùng một cái phép tính đơn giản, đó là lấy cái giá hiện tại nhân với số diện tích của khu, thì chúng ta sẽ biết được là số vốn trong 3 năm gần đây đổ vào các dự án lớn ở thành phố Hồ Chí Minh thì như thế nào. Và chúng ta thấy được rằng là nó khủng khiếp đến mức độ nào. Và theo cái thống kê hiện tại thì theo số liệu báo cáo của các ngân hàng thì số vốn đổ vào thị trường bất động sản nó nằm ở khoảng 10% tín dụng. 10% tín dụng của các ngân hàng. Tuy vậy thì thực tế thì vốn bất động sản nó không chỉ đổ bằng 10% vốn tín dụng vào thị trường bất động sản đâu, mà nó còn lồng qua những cái kênh, tức là vay tiêu dùng để chảy ngược trở lại về bất động sản. Thì để chúng ta thấy được rằng là nó nhiều lắm, nó khủng khiếp lắm, nó rất là nhiều. Và theo những cái tài liệu mà chúng tôi được đọc, và đặc biệt là trong cái cuốn sách này chúng tôi đang nghiên cứu, thì thấy rằng là không có bất kỳ một xã hội hay một cái nền kinh tế nào mà nó có thể thịnh vượng được bằng việc là đẩy giá bất động sản lên quá mức. Bởi vì quá mức bất động sản đồng nghĩa với việc người dân không thể nào tiếp cận được với lại sản phẩm căn hộ để ở, và không có nơi để an cư. Và thêm vào đó thì các cái căn hộ, các cái diện tích để thuê làm dịch vụ nó sẽ quá đắt để chúng ta có thể thuê mướn để làm kinh doanh. Và như vậy khi làm kinh doanh mà số cái chi phí để thuê nó đắt quá mức, thì chúng ta sẽ dẫn đến một cái tình trạng, đó là không đủ cái phần chi phí và lợi nhuận của kinh doanh, nó sẽ gặp vấn đề. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng tôi cũng muốn mở rộng cái câu chuyện để quý anh chị em và các bạn có thể định lượng được là thị trường bất động sản của chúng ta nó đang có một hấp thụ một cái lượng vốn là khủng khiếp như thế nào. Và điều đầu tiên anh chị nên làm đó là thử tính xem là nếu như tất cả những cái khu vực anh chị đang ở mà đem đồng loạt bán thì liệu có người mua hay không? Thì khi mà trao đổi và chia sẻ như vậy thì anh chị và các bạn sẽ có ý kiến rằng là lo gì, cứ có nguồn cung thì sẽ có nhu cầu. Nhưng mà nếu như anh chị và các bạn thử nghĩ theo một cái hướng khác đi, tức là coi thị trường bất động sản, chợ bất động sản như là một cái chợ quê Việt Nam, thì rõ ràng là GDP tăng trưởng của chúng ta, GDP của chúng ta thì nó nằm ở khoảng đâu đó 200 tỷ đô. Mà nếu như anh chị và các bạn tính cái tổng size của thị trường, và không chỉ là những cái dự án mới mở, những dự án mới như dự án này, hoặc là những dự án mới đang hoạt động kinh doanh, mà cái việc tăng giá của bất động sản nó sẽ kéo theo các khu vực xung quanh cũng tăng, thì chúng ta sẽ cộng dồn lại thì chúng ta thấy là nó vượt quá mức cái khả năng của cái việc cung cấp tín dụng của các ngân hàng. Và khi nó vượt quá mức cái khả năng cung ứng tín dụng của các ngân hàng, nếu như kiểm soát không tốt, nếu như kiểm soát gọi là cẩu thả, nó sẽ dẫn đến một cái câu chuyện, đó là nợ xấu của các ngân hàng sẽ quay trở lại. Nợ xấu nó bắt nguồn từ đâu? Nợ xấu nó bắt nguồn từ ví dụ như cuốn sách này của anh chị và các bạn, là bình thường là nó có giá 60.000. Nhưng mà vì một lý do nào đó, vì cái câu chuyện là chúng ta được bơm thổi để đưa cuốn sách này nó lên 600.000, thì ở 60.000 thì cái nhu cầu người mua là rất nhiều, và vì giá nó vừa phải và hợp lý. Nhưng nếu đưa lên 600.000 thì dần dần cái số lượng cái người có khả năng để tiếp cận và mua cuốn sách nó sẽ ít đi. Và nó ít đi thì đến một lúc nào đó nó cứ theo cái đà đó nó tăng từ 600.000 đến 700.000 đến 800.000, nhưng giá thực tế của nó chỉ đáng là 60.000 thôi. Giá trị của cái căn hộ phía sau này hay là cái cuốn sách này cũng vậy thôi, thì giá trị thực của nó chỉ đáng như vậy thôi. Nhưng chúng ta đưa nó lên một cái giá không tưởng thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện là mất cái nhu cầu. Bởi vì cái người mới, người sau, người ta cũng sẽ có cái việc e ngại. Và khi e ngại như vậy nó sẽ dẫn đến câu chuyện đó là cái người sau sẽ không bắt đầu dậy chậm dần cái nhu cầu, và nhu cầu dần dần mất hẳn. Khi mất hẳn thì cái từ cái giá, ví dụ như nó đẩy cái cuốn sách này lên mới cái mức giá là 1 triệu đồng một cuốn sách đi,
thì từ đó nó sẽ mất nhu cầu. Mất nhu cầu thì bắt đầu cái nguồn gọi là ngoài cái nguồn bổ sung, tức là những nhà in người ta in ra để người ta bán thêm, bởi vì giá đang cao mà. Cộng với việc là cái nhu cầu của những người giống như tôi mua được cuốn sách này với cái mức giá chỉ 60.000 thôi, tôi sẵn lòng bán lại với mức giá 800.000, và từ từ thì cái việc cái lượng mà gọi là cái người bán sẽ tăng lên rất là nhiều. Nó tăng lên rất là nhiều, nhưng nó dần đến cái câu chuyện đó là cái cầu thì mất mà cái cung thì nhiều lên. Cung nhiều lên thì nó dần đến giá của cuốn sách này sẽ giảm xuống. Nhưng cái tại cái thời điểm mà giá 800.000, 900.000 một triệu á, thì ngân hàng cũng sẽ đánh giá, định giá cái cuốn sách này bằng có ví dụ 70% giá cuốn sách, tức là 700.000. Thì người ta sẽ cho vay, khoảng đâu đó là 500.000 để mà có thể lấy cái đòn bẩy margin vay. Nhưng mà khi mà cái đòn bẩy margin vay như vậy, mà cuốn sách này tiếp tục không có nhu cầu mà trả về cái vùng giá gần với 60.000, ví dụ như giả sử nó trả về vùng giá 200.000, thì rõ ràng ngân hàng mà cho vay 400.000 thì đến cái đoạn 400.000 là ngân hàng họ đã có cái việc là sẽ bán ra bằng mọi giá để thu hồi cái vốn vay về. Anh chị và các bạn hiểu không ạ? Thì chính cái lúc mà khi mà bán ra bằng mọi giá mà không bán được thì nó sẽ găm lại thành cái khoản vay mà cho vay để mua cuốn sách này với mức giá 700.000, 800.000 là thành nợ xấu. Và cái nợ xấu đó nó ngoài quay trở lại, nó sẽ làm cái khả năng mất vốn của các ngân hàng là rất cao, và nó dẫn đến cái rủi ro tín dụng. Do đó thì những cái câu chuyện mà chúng ta chia sẻ, trao đổi và đánh giá định lượng về bất động sản hay là một cái sản phẩm thông dụng là một cuốn sách, thì chúng ta cũng cần phải gọi là đừng có ảo tưởng quá mức về cái câu chuyện là thị trường chỉ tăng mãi, mà không nghĩ đến câu chuyện là sẽ có những lúc nó sẽ không tăng nữa, nó dừng lại và nó giảm lại, và nó gây ra những cái gọi là vướng mắc, những cái rủi ro cho chính bản thân chúng ta về mặt tài chính, cũng như các ngân hàng khi mà giải ngân cho vay trên cái mức định giá của cái mức cao. Thì cái câu chuyện này nó đã diễn ra ở thị trường bất động sản của Mỹ, là một trong những cái nền kinh tế gọi là phát triển hiện đại hàng đầu thế giới, mà đã có bong bóng bất động sản tới xảy ra vào năm 2007, và các ngân hàng cho vay bất động sản cũng đã gặp những cái tình trạng rắc rối như thế. Và chúng ta thì cũng đã gặp cái tình trạng đó vào năm 2008-09. Và gần đây thì chính phủ nhìn thấy cái câu chuyện đó nên rất rất e ngại với cái câu chuyện. Và tôi chắc rằng 2019-2020, chính phủ và các cơ quan điều hành sẽ phải tìm mọi cái giải pháp để có thể nắn cái dòng vốn, không để cho nó đổ hết vào các cái thị trường ví dụ như bất động sản, và đẩy cái giá gọi là căn hộ cũng như là giá đất nền lên quá mức. Bởi vì họ luôn sợ rằng là cái việc vừa gọi là tái cấu trúc các ngân hàng vừa xong, tức là gọi là vừa tạm ổn, thì nợ xấu lại quay trở lại, và lại cái vòng quay luẩn quẩn, tức là suốt gọi là năm này qua năm khác tái cấu trúc ngân hàng. Hy vọng là những cái chia sẻ tại một cái khu vực hiện tại đang là khu lõi của thành Thủ Thiêm, một trong những khu vực khá là đẹp nhưng mà với mức giá thực sự rất cao, để anh chị và các bạn có thêm thông tin để tham khảo. Thân chào, hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong những video tiếp theo mà chúng tôi sẽ xây dựng trong thời gian sắp tới. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ Thắng ơi.